Cho đến nay, vụ sạt lở bờ kè toa ly khiến hai người tử vong vào dạng sáng ngày 29 tháng 6 tại Đà Lạt vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Sau khi triệu tập những cá nhân, đơn vị để điều tra xác minh tới nay, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã có quyết định khởi tố hai người liên quan tới vụ sạt lở nghiêm trọng này. Sáng ngày 13 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với hai người liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt, khiến hai người tử vong. Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Uy Vũ, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè Ta Luy và Dương Viết Phong, 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân. Khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm liên quan trong việc cấp phép xây dựng thi công bờ Ta Luy trên. Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập hàng chục người đến làm việc cung cấp thông tin liên quan. Cơ quan này cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin liên quan về lô đất nơi xảy ra vụ việc, giấy phép xây dựng, thiết kế, thẩm định để điều tra làm rõ. Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệu tập công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh cùng 4 cá nhân là chủ đầu tư công trình đến làm việc. Việc triệu tập này được tiến hành để các cá nhân, công ty liên quan cung cấp hồ sơ của công trình gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan. Trước đó, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra rõ nguyên nhân xảy ra vụ sạt lở. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 6 khiến hai người bị vùi lấp tử vong. Đồng thời gây sập một ngôi nhà, một ngôi nhà bị nghiêng, hai ngôi nhà bị vỡ tường hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại buổi họp báo ngày 10 tháng 7 vừa qua, khi nói về sự cố sạt lở khiến hai người tử vong ở Đà Lạt, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S. khẳng định, chủ đất quá tham từ hai thửa đất ban đầu, người này đã xây ta lui rồi chia làm bốn lô gây nên sạt lở. Ngoài ra, ông Phạm S. cũng khẳng định, việc xây dựng tại bờ ta lui nói trên có nhiều cái sai về quy định trong việc thi công, mặt khác ông đặng quang tú chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cũng khẳng định quan điểm của tỉnh của thành phố là không bao che vi phạm tới đâu xử lý tới đó tin rằng với sự vào cuộc nghiêm túc khẩn trương của cơ quan chức năng những cá nhân tổ chức có liên quan sẽ sớm phải chịu trách nhiệm thích đáng mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong các video sau